anh võ công đầy mình không đội thì bẻ nó chân mình thôi có động, cái đội thì bẻ nó chân mình thôi có động, cái đội thì bẻ nó chân mình thôi có động. Anh đây cho. Cái này nó bầm chứ không vậy? Có đừng sợ, cái này nó bầm. Cái đá chìm vô. Đây, đây, đây. Cái nước rửa nó. Rồi nó làm sao đây? Để cho. Tuy đá chìm vô. Anh võ công đầy mình không được thì bẻ nó chân mình thôi có động. Anh đây cho. Anh chơi. Mày anh đâu chơi chơi mày đâu mày cột quá. Thằng này anh giúp mày. Quý đời nói là anh. Anh nói tới em bẻ, em nói lại cho anh nắng vô cho nó cho. Nó bị gần rồi nó không biết, tưởng em giỡn nó mà. Ok, cho chùm đá đi. Để cho nó chùm đá đi, đâu mày. Anh lấy em một tí là không cho em đỡ đau cho. Anh mới để đó cho nó, để cho nó chùm đá. Em bây giờ lấy bác sĩ ra ngoài. Lấy đá cho em chùm đá đi. Cái này là em bị đạp vô. Em bị đạp vô hiểu không? Nó bị xanh bị ấy thôi. Cái này để cho nấy cái gân em lại bình thường cho em được. Cái này là không có gì hết, cái này là bầm xanh lấy cái đáy rồi đó. Để trên đi. Thả lỏng đó, thả lỏng đó mà. Nó gì vậy Lâm à? Nghe bỏ đây Lâm nè, không nghe thì em anh là bạn với thầy của mày. Cái này là không có sao hết.